bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình vẫn đang ở địa chỉ là 233 Trần Quý, phường 4, quận 11 nha các bạn. Đang ở căn chỗ chỗ chị 10 các bạn, 7 ngày 7 món. Hôm nay là thứ năm các bạn. Giờ chúng ta lại xem coi chị 10 hôm nay bán món gì nha các bạn. Mình là video chia sẻ cho các bạn xem. Hello chị 10. Rồi, em 10 chào cả nhà nha. Hôm nay bán cà ri hả chị? Đúng rồi, nay em 10 bán cà ri. Chị mời vẫn mở cửa 11 giờ rưỡi cho tới 4-5 giờ chiều nha các bạn. 7 ngày 7 món. Thì giá là vẫn 30k hả chị? Đúng rồi. Gà giá kém. Gà rồi. Cái đồ gà ghi rất là đẹp, rất là đá luôn các bạn. Ghi rất là đẹp mắt. Đủ màu sắc luôn các bạn. Bữa thì cúng thái là màu đỏ, màu hồng nha. Còn bây giờ tìm thì màu hơi đậm chút xíu. Hôm nay trời ghi là màu vàng luôn nha các bạn. Bỏ phân lắm, bỏ tiền luôn là đúng đã luôn. Đó, ở đây có gà và quýt. Đây là có mề luôn nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè. Gà này là gà thả vườn mình đó chị. Đúng rồi, gà thả vườn. Ngon lắm, gà này ngon lắm. Hôm nay là thứ năm cà ri gà và quýt nha các bạn. Còn ngày mai thứ sáu là gì chị? Mì, bún mì vàng, bánh tôm ngày mai nha các bạn. Hello mẹ. Hello con. Rất nha. Làm cho con ba mẹ. Chị trả tiền đồng nữa con. Chị chay. Trong cái nồi cà ri là có nước luôn nha các bạn. Bún cho con cho anh chứ là đùi gà hay vịt anh? Vịt, vịt. À, đùi vịt. Chị chính chị gặt cái này hay lắm. Chị Vũ đọc lắm. Mà chị nói Vũ cho đúng rồi. Ủa dạ. Chị nói về tối nhất lắm. Mỏi lắm. Dạ. Mỏi lắm. Mỏi lấy củ hành với gà. Dạ rồi. Mỏi dữ lắm, chị chơi. À, chị là 3 phần bún hả? À, 3 phần bún. 1 phần chân, 1, 2 phần. Lấy 2 tô. Thà đi dịch cho em, không lấy giá cho chị. Ừ. Giá vậy nha. Rồi. Giá nha. Ừ, rồi mừng ngay. Bán nhất là giọng cười của chị mời các bạn, rất là giòn luôn. Ôi, lúc nào cũng vậy nha. Lúc nào cũng vậy. Dạ. Lúc nào cũng vậy. Chính xác. Qua nhà em nó ăn bún xong đem tô kiếm trả trời. Lúc nào cũng thấy chị Mười giống vậy đó. Ờ, thì cậu một nụ cười là 10 tháng của bất cứ cười này em ơi. Cười đó hết khỏe. Muối ớt. Cảm ơn chị Mười. Kéo khoai lang ăn thêm. Cười thôi. Hãy tô khoai lang tiện nãy kia là không lấy khoai lang nha. Ừ, rồi mẹ nghe. Em mà cho mày thử nha. Rồi của chị là ba. Chị là 3 phần 4 phải không? À, 3 phần 4. 3 phần 4 giá. Chị lấy chưa? Chị lấy giá chưa? Dạ, lấy rồi. Rồi, cảm ơn chị. Mấy chị em ạ? 3 phần 4. 4 chị? 3 phần 4. Đây, con bát kia nè. Con 3 phần 2 phần. Con bát kia nó bắt. Chân gà để vô cái canh đi. Dạ rồi. Chân gà mới đây có miệng xèo. Để vô đây về ăn đi. Còn cái ly chân này phải không? Chân vô nước lèo phải không? À. Còn cái này lấy gì? Cái này lấy thịt. Cũng dạ. Bỏ vô nước lèo đi. Nó đầy quá đường đấy. Hết không? Ừ. Còn giá đi. Còn giá đi. Còn bún như đâu rồi? Không có rồi.
vô, hai phần thịt, phần thịt cùng phần cánh để vô. Nó khỏi đây em chị hết. Rồi ba phần này trước đi. Ba phần này trước. Quýt đó là quýt gà, quýt vịt hay quýt heo chị? Vịt đó. Vịt đó. Ngon lắm. Dạ. $30k một tô nha bạn. Các bạn ăn thêm, chiêu thêm, tính tiền thêm. Mình nhắc lại địa chỉ là 233 235 Trần Quý, phường 4, quận 11 nha các bạn. Chị Mười dễ thương, 7 ngày 7 món. Ơ dạ. 10 giờ 11 giờ rưỡi bán tới 5 giờ chiều nha các bạn. Ờ, có lộn không? Bán lộn là dễ thương sự thật á. Ngái dễ thương. Ờ. Dễ thật à. Cho anh một thằng bún gì luôn nha. Anh là lấy gà lấy vịt anh. Hai tôi chiếc bày có cái khoai với mẹ của anh chị. Ờ. Con 30 anh. Chết đồng ngón ngoài nữa đó. Lấy gà nó chịch cho con. Lấy gà thôi anh chị. Gà nó chịch. Rồi chị mừng nha. Các bạn thấy cái thớ thịt chịch với gà rất là dày không các bạn? Chém quyết rồi ăn thêm. Rồi có luôn. Hai đó là khoai lang hả chị? Ờ, khoai lang lên. Bún vịt cái này. Cái này cuối, cái này qua đây. Cái này là qua, cái này là qua. Bốn nè, bún vịt với bà. Cái gì vậy? Không có cá. Có cá không bà? Bánh gà. Bánh gà ngon lắm. Còn ăn gì? Ăn bún, ăn bánh mì đây. Bún là ăn bún thôi. Ừ. Cái này ăn bún thôi. À, các bạn có thể không ăn bún, chuyển qua bánh mì cũng có luôn các bạn. Bánh mì cà ri hoặc bún cà ri đều có hết luôn các bạn. Các bạn đến đây thì ngồi bên cái mé bên cái hẻm á, rất là mát luôn, rất là mát. Đó là anh Mười có bán máy lạnh thiên nhiên. Hai hộp bún mười mười. Mát thiệt luôn á chứ. Dạ, gà hay vịt đi á. Cái gà hay vịt. Chưa hiểu bún mát luôn á. Dạ. Mình đứng ở đây thì nắng lắm chứ. Giờ nhiêu ạ? Hai hộp 66.000. Cái đó còn ở nhà. Được rồi, xong. Ơi, là đem cho anh bà. Tôi khách thầy à, trước đi. Khách thầy à, qua đây. Không có anh lấy gà lấy vịt đây. Thầy qua đây. Có một con thằng làm, thằng làm. Qua anh lấy gà lấy vịt vậy? Em muốn ăn bún thôi, nhà mình ăn đổi bún chung. Đó, đó. Đó, muốn làm. Cái này cũng khách. Cái này khách rồi. Có anh hai hộp luôn hả? Mấy phần em? Hai phần. Có
Ủa bình nó có hộp cho em đây. Rồi chị mừng nghe. Dạ. Cũng thấy màu cũng đẹp, mà dịch tiền màu cũng đẹp. À dạ, tốt, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp hết trơn. Mà vừa đẹp mà vừa nhìn cái màu là thấy đẹp liền luôn á. Cái này có một con này. Dạ. Đến hai rồi, cho mấy con giá à, trên. Cho một hộp, hộp bán người ta lấy tiền nào. Thêm 10 ngàn quyết, thêm một bánh mì 43 ngàn. 17 ngàn luôn rồi. Con cô bác ngày nào cũng đến ăn nhiều nhiều đông đông thôi, cho chị mời mua dách ngàn chạy các bạn ơi. Anh mời đi con cá đâu ha. À, nên là chứ thôi cứ nó chạy đầu bên mình biết thôi. Rồi nó dịch anh đi. Dạ. Ủa chú muối. Thì hai thằng lên. Nó nấu đồ đạm mới tới học đi. Nó chịu không? Nghe rất là vui các bạn. Hả? Vừa bán vừa tối hài luôn. Ba.
Chị mà đôi lúc kêu bé rồi vợ yêu rồi gì tùm lum hết trơn luôn. Hỏi 4 tờ à? Nha. Hỏi 4 tờ. 83 ngàn của dây sau tiền. Cánh bên này là giống như là có bài bài vậy đó. Ồ. Hai ổ hết, ba ổ luôn. Là 86. Về nắng này bán mang về nhiều hơn em về chỗ anh nha. Anh thấy người ta mua 3 phần, 4 phần, 5 phần. Không mang về nha. Dạ. Em quay với 600 ngàn. Cho đưa 4 ngày cho chị nữa con. Bỏ 2 bánh mì cho chị cho anh. 2 bánh mì với lại đường trắng luôn. Đường trắng luôn. Cho con. Đã này với mẹ. Thằng mẹ. Hỏi ra cho cái luôn. Để các bạn nghe cái bữa hẻm rất là mát, siêu mát luôn các bạn. Dặn là không lấy tiền luôn á nghe. Dặn là không lấy tiền luôn á nói chứ. Bé vui mới lấy tiền còn dặn là không lấy tiền luôn. Buổi trưa mình rất là nắng luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình. Rồi, cảm ơn các bạn.